nhìn mặt em nè. Nè em ra đây đừng biết đúng ha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Quà đã quà tặng một người. Em đưa quà cho chị ta. Thế nào đây? Hả? Đây, tôi băng của tôi quá đây. Nhìn mặt em rất là nghiêm chối trả lời phỏng vấn. Nhìn mặt Chiến đi. Nhìn mặt Chiến thì còn cây nữa. Nhìn em này. Em ơi em quay lại cho chị nhìn cái ba lô. Tất cả quay mặt đi, quay mông lại chị. Chị ơi. À. À. Chả gì. Tao đánh chết cả hai đứa mày giờ. Nhìn em mà không cười. Nhìn em mà không cười. Ra ngoài đi. Chị bảo rồi quay lưng lại em ạ. À. Thế để em giờ vừa quay. Các bạn một phút dưới này nói. Rồi. Quay lưng lại ơi. Tất cả đi hết để chị em ở đây. Quay lại đi. Mình ra hai cho nó tự nói. Ờ chị nói. Chị đừng